Bạn muốn theo dõi lịch sử chỉnh sửa ngay trong file Excel để biết được nội dung nào đã bị chỉnh sửa thì dùng ngay tính năng Check Change này nhé. Đầu tiên, bạn sẽ mở tính năng Check Change như sau nhé. Bạn vào thẻ file, chọn Option. Hộp thoại xuất hiện. Tại đây, bạn chọn Quick Access Toolbar. Bạn chọn All Comment và tìm đến Check Change này nhé. Bạn tích vào đây, bấm vào F, OK. Và như vậy, bạn đã lôi ra được tính năng Check Change ở đây nhé. Tiếp theo, thì bạn sẽ bật Check Change như sau. Bạn tích vào đây và chọn Highlight Change. Hộp thoại xuất hiện. Bạn tích vào đây và OK. Tiếp tục, OK. Sau khi đã bật Check Change, thì khi bạn thay đổi dữ liệu, ví dụ mình thay đổi dữ liệu ở đây là ngày 15 tháng 8 năm 2023, Enter, thì ô bị chỉnh sửa sẽ được đánh dấu ký hiệu nhỏ ở bên cạnh như thế này. Và khi bạn dê chuột đến ô đó, bạn sẽ thấy lịch sử chỉnh sửa ở đây có hiện chi tiết ngày tháng sửa và nội dung sửa từ ngày 20 tháng 7 2023 sang ngày 15 tháng 8 2023 nhé. Bằng cách này thì bạn sẽ dễ dàng check được dữ liệu đã bị thay đổi ra sao và lịch sử chỉnh sửa khi nào nhé.